Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 5 tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 13, mầm non, trang 64. Chúng mình mở sách giáo khoa, vở ô ly, đồ dùng học tập để bắt đầu bài học ngay sau đây. Cô mời chúng mình tham gia phần khởi động. Em hãy nêu sự thay đổi của thời tiết, cỏ cây, vân vân khi mùa đông chuyển sang mùa xuân hoặc mùa khô chuyển sang mùa mưa. Ví dụ khi mùa đông chuyển sang mùa xuân, thời tiết, nhiệt độ thường tăng dần, những cơn gió lạnh giảm dần và thời tiết trở nên ấm áp hơn. Có thể có sự biến đổi thời tiết đột ngột, nhưng thường là dần dần. Đồng thời, lượng ánh sáng mặt trời cũng tăng, kéo theo việc kéo dài thời gian ban ngày. Cỏ cây và thực vật. Cỏ cây bắt đầu mọc mạnh mẽ, cây cối đâm chồi và ra lá mới. Các loài hoa bắt đầu nở rộ, tạo nên một khung cảnh màu sắc và tươi mới cho cảnh quan. Khi mùa khô chuyển sang mùa mưa, thời tiết mưa bắt đầu tăng cường, có thể từ những cơn mưa nhỏ ban đầu cho đến mưa lớn và dày đặc hơn. Nhiệt độ có thể không thay đổi nhiều, nhưng độ ẩm không khí tăng cao làm cho cảm giác nóng bức và ẩm ướt hơn. Cỏ cây và thực vật. Đất đai trở nên ẩm ướt hơn, cung cấp điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cây cỏ. Các loài cây bắt đầu mọc nhanh chóng và phát triển. Và hôm nay chúng mình học bài thơ Mầm Non. Chúng mình cùng đọc bài. Mầm non dưới vỏ một cành vàng, còn một vài lá đỏ. Một mầm non nho nhỏ còn nằm nép lặng im. Mầm non mắt lim dim, cố nhìn qua kẽ lá, thấy mây bay hối hả, thấy lất phất mưa phùn, rào rào trận lá tuôn, rải vàng đầy mặt đất. Rừng cây trông thưa thớt, thấy chì cội với cành, một chú thỏ phóng nhanh, chạy nấp vào bụi vắng và tất cả im ắng từ ngọn cỏ làn rêu. Chợt một tiếng chim kêu, chip chiu chiu xuân đến, tức thì trăm ngọn suối nổi rắp rách reo mừng, tức thì ngàn chim muông nổi hát ca vang dậy. Mầm non vừa nghe thấy, vội bật chiếc vỏ rơi. Nó đứng dậy giữa trời, khoác áo màu xanh biếc, võ quảng. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình luyện đọc bài thơ, đọc từ khó, rồi chúng mình đọc nhiều lượt để thật lưu loát và nắm được nội dung của bài thơ. Sau đó chúng mình sẽ trả lời các câu hỏi. Câu 1. Trong hai khổ thơ đầu, mầm non được miêu tả như thế nào? Cách miêu tả đó có gì thú vị? Trong hai khổ thơ đầu, mầm non được miêu tả như một sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, đang nằm nép lặng im dưới vỏ của một cành bàng. Mầm non mắt lim dim, cố nhìn qua kẽ lá để thấy cuộc sống bên ngoài. Cách miêu tả này tạo ra một hình ảnh rõ ràng và đầy cảm xúc về sự tĩnh lặng và mong đợi của mầm non trước khi mùa xuân đến. Thú vị ở đây là cách tác giả sử dụng hình ảnh nhỏ bé và yếu đuối của mầm non để thể hiện sự mong đợi và hân hoan của nó trước khi mùa xuân đến.
tạo ra một sự đối lập rất rõ ràng. Câu 2. Cảnh vật mùa đông thể hiện ra. Cảnh vật mùa đông hiện ra như thế nào qua cảm nhận của mầm non? Đó là mưa, mây, mưa, lá cây, vân vân. Cảnh vật mùa đông hiện ra, mây bay hối hả, mưa phùn, lá cây tuôn rào rào, dài vàng mặt đất, rừng thông thưa thớt, chỉ có cội và cành, thỏ phóng nhanh, lấp vào bụi vắng. Tất cả tạo ra một bức tranh u ám và lạnh lẽo của mùa đông. Câu 3. Nhờ đâu mầm non nhận ra mùa xuân đến? Mầm non nhận ra mùa xuân đến nhờ vào tiếng chim kêu vang lên. Tiếng chim kêu là dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự đổi mới của mùa xuân. Mầm non nhận biết điều này và bật dậy, khoác áo màu xanh biếc để chào đón mùa xuân. Câu 4. Nêu nhận xét của em về hình ảnh mầm non trong khổ thơ cuối. Trong khổ thơ cuối, mầm non được miêu tả như một sinh vật đầy năng lượng và hứng khởi khi nó bật dậy, khoác áo màu xanh biếc để chào đón mùa xuân. Hình ảnh này thể hiện sự tươi trẻ, sức sống mới mẻ và hy vọng của mầm non khi mùa xuân đến, tạo ra một tầm nhìn tích cực và lạc quan về sự bắt đầu mới. Câu 5. Nội dung chính của bài thơ là gì? Nội dung chính của bài thơ là sự chuyển đổi của mùa đông sang mùa xuân và niềm vui của cuộc sống mới mẻ và đầy và sự tái sinh của tự nhiên thông qua việc miêu tả sự thay đổi của mầm non từ sự yếu đuối và mong đợi dưới vỏ cây đến sự tươi trẻ và hứng khởi khi mùa xuân đến. Tác giả tạo ra một bức tranh về sự sống và hy vọng. Chúng mình đọc thầm và luyện để thuộc lòng bài thơ. Nội dung bài thơ miêu tả sự chuyển động, sự chuyển mùa kỳ diệu của thiên nhiên. Bài thơ miêu tả sự chuyển mùa kỳ diệu của thiên nhiên. Mọi cảnh vật lặng im, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn tồn tại sức sống mãnh liệt, sinh sôi nảy nở, nảy nở của những mầm non. Chúng mình chuyển sang tiếp luyện từ và câu. Từ đa nghĩa. Thế nào là từ đa nghĩa? Từ đa nghĩa, cách gọi khác của từ nhiều nghĩa, là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Ví dụ, từ ăn có nghĩa gốc là ăn cơm, cho vào cơ thể thức ăn nuôi sống. Ăn cưới là ăn uống nhân dịp cưới. Ăn ảnh là trông đẹp hơn trong ảnh so với ngoài đời. Vậy từ ăn có nhiều nghĩa, gọi là từ đa nghĩa. Trong đó có một nghĩa gốc và có một số nghĩa chuyển. Bài 1. Đọc đoạn thơ và các nghĩa của từ mắt, rồi trả lời câu hỏi. Xe có mắt đèn, chân người mắt cá, mắt chim hình tròn, mắt người hình lá. Phạm Hổ. Mắt, nghĩa 1, là cơ quan để nhìn của người hay động vật. Nghĩa 2, mắt là chỗ lồi ra giống hình con mắt ở một số vật. A.
tìm nghĩa thích hợp cho từ mắt được in đậm. Từ mắt đầu tiên có số 1, có nghĩa là chỗ lồi ra giống hình con mắt ở một số vật, đó là mắt đèn, mắt đèn. Mắt chim, mắt chim có nghĩa 2, đó là chỗ lồi ra giống hình con mắt. Mắt thứ 3, mắt người hình lá là nghĩa 1, là cơ thể, cơ quan để nhìn của người hay động vật. Câu B, trong các nghĩa của từ mắt nêu trên, nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa được phát triển từ nghĩa gốc, có nghĩa là nghĩa chuyển. Nghĩa 1 là nghĩa gốc, nghĩa 2 là nghĩa chuyển. Mắt, nghĩa gốc là cơ quan để nhìn của người hay động vật. Mắt, nghĩa 2 là chỗ lồi ra giống hình con mắt ở một số vật. Câu C, các nghĩa trên của từ mắt có liên hệ với nhau như thế nào? Các nghĩa trên của từ mắt có liên hệ với nhau qua đặc điểm một từ với nguồn gốc chung là cơ quan để nhìn. Cơ quan này có đặc điểm là bộ phận lồi ra trên cơ thể người hay động vật. Từ này sau đó được phát triển thành nghĩa mới liên quan đến hình dạng hoặc đặc điểm của mắt, cùng cũng là chỗ lồi ra và có hình giống con mắt ở một số vật. Bài 2, xác định nghĩa của từ biển trong những câu thơ, câu ca dao dưới đây và cho biết nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn. Nguyễn Đình Thi. Chúng ta đọc câu thơ thứ 2, câu thơ B. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then, đêm sập cửa, huy cận. Chúng ta đọc câu thơ ở phần C. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Ở câu A, biển là khối lượng to lớn ví như biển trên một diện tích rộng, rộng. Đây là nghĩa chuyển. Biển lúa là nghĩa chuyển. Ở câu B, biển là vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất, đó là nghĩa gốc. Ở câu C, biển là phần của đại dương ở ven đại lục, ít nhiều bị ngăn ra bởi đất liền hoặc đảo, đây là nghĩa chuyển. Vậy biển ở câu B là nghĩa gốc, biển ở câu A, câu C là nghĩa chuyển. Ghi nhớ, từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa gốc và một hoặc một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của một từ đa nghĩa luôn có mối liên hệ với nhau. Chúng mình đọc thuộc ghi nhớ. Bài 3. Từ lưng trong mỗi đoạn thơ dưới đây được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển. Nêu các nghĩa đó. A. Trăng tròn như quả bóng, lơ lửng treo lưng trời, Nguyễn Ngọc Hưng. B. Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ, em ngủ ngoan, em đừng làm mẹ mỏi. Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng, Nguyễn Khoa Điềm.
Chúng mình suy nghĩ để trả lời. Câu A. Lưng có nghĩa ở khoảng giữa, không ở trên cao, cũng không ở dưới thấp. Đây là nghĩa chuyển. Lưng trời. Lưng này là nghĩa chuyển. B. Lưng số 1 này. Lưng núi thì to. Vậy lưng này là bộ phận phía sau của một số vật này, của núi này, là nghĩa chuyển này. Lưng mẹ nhỏ. Lưng này là phần phía sau của cơ thể người hoặc của động vật. Đây là nghĩa gốc. Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Lưng này là phía sau của cơ thể người, vậy là nghĩa gốc. Vậy lưng số 1 là nghĩa chuyển, lưng số 2, lưng số 3 là nghĩa gốc. Bài 4, chọn một trong hai từ dưới đây và đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ đó. A. Ấm. B. Lạnh. Ấm nghĩa 1 có nhiệt độ cao hơn mức trung bình một chút, thường mang lại cảm giác dễ chịu. Nghĩa 2 có tác dụng mang lại cảm giác êm dịu, dễ chịu. Lạnh nghĩa 1 có nhiệt độ thấp hơn mức trung bình rất nhiều, thường gây cảm giác khó chịu. Nghĩa 2 tỏ ra không có chút bình tình cảm gì trong quan hệ người với người. Chúng ta sẽ đặt câu. Ví dụ, thời tiết hôm nay ấm hơn rồi. Ấm này là nghĩa 1, nghĩa gốc. Bờ vai mẹ thật ấm áp. Ấm áp này, bờ vai mẹ thật ấm áp. Ấm thứ 2 là nghĩa chuyển. Thời tiết hôm nay lạnh ghê. Lạnh là nghĩa gốc. Cô ấy thật lạnh lùng. Lạnh lùng thì lạnh là nghĩa chuyển. Tiếp theo chúng mình chuyển sang tiết viết. Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh. Chọn một trong hai đề dưới đây. Đề 1. Tả một cảnh ao hồ, sông suối ở quê hương em hoặc ở nơi gia đình em sinh sống. Đề 2. Tả một cảnh biển đảo em đã được thấy tận mắt hoặc xem trên phim ảnh. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình đọc lập dàn ý. Mở bài, thân bài, kết bài. Ba phần chính của bài văn. Chúng mình đọc bài tham khảo về bãi biển xinh đẹp. Chúng mình bấm dừng để chúng mình đọc. Hai, góp ý và chỉnh sửa dàn ý. Chúng mình đọc và chỉnh sửa dàn ý dựa vào gợi ý. Và sau đây cô mời chúng mình đọc một số bài tham khảo. Bài 1, bức tranh sông Hồng thơ mộng. Chúng mình bấm dừng để chúng mình đọc. Đọc xong chúng mình bấm tiếp theo. Bài tiếp theo, tả con suối nhỏ. Bài tiếp theo, tả cái ao. Bài tiếp theo, tả hồ Tam Bạc. Bài tả cảnh biển đảo, quần đảo Trường Sa. Bài tả biển lúc hoàng hôn. Bài tả biển Đồ Sơn. Bài tả đảo Cô Tô.
Bài Tả Nha Trang. Bài Tả Biển Vũng Tàu. Chúng mình đọc các bài tham khảo, sau đó chúng mình sẽ viết bài văn tả phong cảnh. Dựa vào những bài văn tham khảo, chúng mình sẽ viết bài văn sáng tạo theo ý của chúng mình. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần vận dụng. Tìm đọc sách báo, viết về núi, hang động, đại dương, các hành tinh trong hệ mặt trời hoặc hiện tượng trong thế giới tự nhiên, núi lửa phun trào, lốc xoáy, mưa đá. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình đọc tham khảo. Đọc xong chúng mình bấm tiếp theo. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để xem được đầy đủ bộ video được sắp xếp theo chương trình kiến thức. Chỉ những bạn đã đăng ký kênh thì mới xem được đầy đủ. Xin chào và hẹn gặp lại.